Bạn thân mến, có bao giờ bạn dừng lại giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống và tự hỏi về những món quà vô giá mà Thượng Đế đã riêng dành tặng cho bạn? Đó có thể là những phẩm chất tiềm ẩn, những khả năng đặc biệt, hay đơn giản là một sức mạnh nội tâm phi thường mà bạn chưa khám phá hết. Giống như những viên ngọc quý ẩn mình trong lớp vỏ sò thô ráp, những món quà ấy đang chờ đợi bạn đánh thức để tỏa sáng rực rỡ và thay đổi cuộc đời bạn theo những cách kỳ diệu nhất. Có thể bạn đang trải qua những ngày tháng đầy thử thách, cảm thấy lạc lõng giữa bộn bề lo toan hay mất phương hướng trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Nhưng hãy tin rằng, ngay lúc này đây, những quyền năng thiêng liêng vẫn luôn hiện hữu xung quanh, sẵn sàng nâng đỡ bạn vượt qua mọi giông bão. Hãy mở lòng mình ra để cảm nhận sự bình an lan tỏa từ đức tin vững chắc, để trí tuệ thần thánh soi sáng con đường bạn đi và để tình yêu thương của Thượng Đế che chở, dẫn dắt bạn đến bến bờ hạnh phúc. Bạn có biết rằng mỗi chúng ta đều được sinh ra với một sứ mệnh thiêng liêng? Việc được Thượng Đế chọn lựa không phải là sự ngẫu nhiên, mà là một sự chỉ định đặc biệt, một dấu ấn riêng biệt khiến bạn trở nên độc nhất vô nhị giữa hàng triệu người khác. Ngài đã trao cho bạn những khả năng đặc biệt, những tiềm năng to lớn để bạn hoàn thành sứ mệnh cao cả mà chỉ riêng bạn mới có thể đảm nhận. Hãy lắng nghe tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn để nhận ra những món quà quý giá mà Thượng Đế đã ban tặng và dũng cảm bước đi trên con đường mà Ngài đã chọn cho bạn. Bởi lẽ, cuộc sống của bạn là một bản hùng ca tuyệt vời đang chờ đợi được viết nên bởi chính bạn, với tất cả tình yêu thương, sức mạnh và sự khôn ngoan mà Thượng Đế đã ban tặng. Một tầm nhìn xuyên thấu, món quà trách nhiệm tâm linh. Trong hành trình khám phá bản thân và vũ trụ, bạn được ban tặng một khả năng phi thường, tầm nhìn xuyên thấu. Đây không chỉ là sự nhạy bén của giác quan hay sự tinh nhạy của trí tuệ, mà là một món quà tâm linh quý giá, cho phép bạn vượt qua những lớp vỏ bề ngoài của thực tại, chạm đến những tầng sâu thẳm nhất của sự sống. Tự như một nhà hiền triết thấu hiểu lẽ trời, bạn sở hữu khả năng nhìn thấu bản chất bên trong vạn vật, giải mã những bí ẩn ẩn giấu trong bóng tối. Giữa dòng chảy hỗn loạn của cuộc đời, bạn nhận ra những khuôn mẫu tinh tế, những quy luật vận hành tiềm ẩn, tự như người nghệ sĩ nhìn thấy bức tranh tuyệt mỹ ẩn sau những nét vẽ nguệch ngoạc. Nơi người khác thấy khó khăn, bạn tìm thấy cơ hội. Nơi người khác thấy bế tắc, bạn mở ra con đường. Trong giao tiếp, bạn thấu hiểu những ý niệm ẩn sâu trong lời nói, cảm nhận được những khát khao thầm kín chưa được nói ra. Bạn đọc vị được con người, hiểu được động cơ, nhìn thấu những lớp mặt nạ xã giao để chạm đến trái tim chân thật. Khả năng này giúp bạn xây dựng những mối quan hệ đích thực dựa trên sự đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc. Hơn thế nữa, tầm nhìn xuyên thấu còn là la bàn đạo đức dẫn lối bạn trên hành trình cuộc đời. Nó soi sáng những góc khuất trong tâm hồn, giúp bạn nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, đâu là con đường phù hợp với những giá trị cao đẹp. Bạn đưa ra những quyết định sáng suốt, không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì sự an lạc của cộng đồng và sự hài hòa của vũ trụ. Tuy nhiên, món quà này đi kèm với một trách nhiệm tâm linh sâu sắc. Bạn được trao sứ mệnh dẫn dắt, soi đường cho những người xung quanh, giúp họ thoát khỏi những ảo tưởng, nhận ra chân lý và sống một cuộc đời ý nghĩa. Tầm nhìn xuyên thấu của bạn không chỉ là ánh sáng soi chiếu con đường của riêng bạn, mà còn là ngọn hải đăng dẫn lối cho những ai đang lạc lối trong bóng tối. Hãy trân trọng và nuôi dưỡng khả năng đặc biệt này. Đó là một phần không thể tách rời của con người bạn, là chìa khóa để bạn hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trên thế gian này. Hãy để tầm nhìn xuyên thấu dẫn dắt bạn đến với sự khôn ngoan, lòng trắc ẩn và tình yêu thương vô điều kiện, để bạn trở thành nguồn cảm hứng và ánh sáng cho tất cả những ai bạn gặp gỡ trên hành trình. 2. Quyền năng sáng tạo, dấu ấn thần thánh trong bạn. Bạn được ban tặng một món quà vô giá, một nguồn năng lượng thiêng liêng chảy trong huyết quản, khơi dậy sức mạnh sáng tạo phi thường. Quyền năng sáng tạo này không chỉ là khả năng tạo ra cái mới, mà là sự kết nối sâu sắc với nguồn cảm hứng thần thánh, cho phép bạn mang đến thế giới những ý tưởng, giải pháp và sáng tạo mang dấu ấn của sự linh thiêng. Tự như Bezalel, người thợ thủ công được Chúa chọn để xây dựng đền tạm, bạn được mời gọi để biểu hiện thần thánh thông qua những sáng tạo độc đáo của mình. Mỗi tác phẩm bạn tạo ra đều là một thông điệp từ tâm hồn, một lời thì thầm của vũ trụ, mang trong mình năng lượng tinh thần mạnh mẽ, lay động và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Dù bạn thể hiện quyền năng sáng tạo trong lĩnh vực nào, nghệ thuật, khoa học, kinh doanh hay chuyển đổi xã hội, thì những đóng góp của bạn đều mang một ý nghĩa sâu sắc, vượt ra khỏi những giá trị vật chất thông thường,
Trong nghệ thuật, bạn thổi hồn vào tác phẩm, chạm đến những tầng cảm xúc sâu thẳm nhất của người thưởng thức, đánh thức trong họ những rung cảm về vẻ đẹp và sự thật. Trong khoa học, bạn khám phá những chân trời tri thức mới, vượt qua những giới hạn của hiểu biết hiện tại, mang đến những đột phá mang tính cách mạng cho nhân loại. Trong kinh doanh, bạn kiến tạo những giá trị bền vững, không chỉ mang lại sự thịnh vượng về vật chất mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng. Và trong chuyển đổi xã hội, bạn khởi xướng những dự án nhân văn, lan tỏa yêu thương và thấu hiểu, giúp con người kết nối với nhau và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Hãy ý thức rằng, quyền năng sáng tạo mà bạn sở hữu là một trách nhiệm thiêng liêng. Mỗi ý tưởng bạn thai nghén, mỗi tác phẩm bạn tạo ra, mỗi hành động bạn thực hiện đều là một cơ hội để bạn gieo mầm ánh sáng, gieo mầm hy vọng và gieo mầm tình yêu thương vào thế giới. Hãy can đảm sử dụng món quà này để lại dấu ấn của bạn trên hành trình tiến hóa của nhân loại. Hãy sáng tạo không ngừng, với tất cả niềm đam mê và sự cống hiến, để thế giới trở nên tươi đẹp hơn, nhân văn hơn và tiến gần hơn đến sự hoàn thiện. 3. Sức mạnh kiên cường, ngọn lửa bất diệt trong tâm hồn. Cuộc sống là một hành trình với những thăng trầm bất định, đầy rẫy những thử thách và khó khăn. Nhưng ẩn sâu trong bạn là một sức mạnh phi thường, một món quà thiêng liêng giúp bạn vượt qua mọi bão giông, sức mạnh của sự kiên cường. Đây không chỉ là khả năng chịu đựng, mà là một ngọn lửa bất diệt luôn cháy sáng trong tâm hồn, thôi thúc bạn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, mạnh mẽ hơn, kiên định hơn. Giống như Job trong Kinh Thánh, người đã giữ vững đức tin dù phải trải qua những thử thách nghiệt ngã nhất, bạn cũng sở hữu một tinh thần bất khuất, không gì lay chuyển nổi. Sức mạnh kiên cường cho phép bạn đối mặt với nghịch cảnh bằng một niềm tin vững chắc và một quyết tâm không lay chuyển. Khi những người khác gục ngã trước khó khăn, bạn vẫn hiên ngang tiến bước, tìm thấy sức mạnh trong đức tin và trong sự kết nối với thần thánh. Bạn hiểu rằng mỗi thử thách đều là một cơ hội để tôi luyện bản thân, để trưởng thành và tiến gần hơn đến sự giác ngộ. Trong bóng tối tuyệt vọng, sức mạnh kiên cường soi sáng con đường, giúp bạn nhìn thấy hy vọng le lói và biến nghịch cảnh thành cơ hội. Bạn không chỉ tìm ra giải pháp cho những vấn đề nan giải, mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh, cho họ thấy rằng với đức tin và quyết tâm, không gì là không thể vượt qua. Bạn trở thành tấm gương sáng về sự dũng cảm và kiên trì, một ngọn hải đăng soi đường cho những ai đang lạc lối trong bão tố cuộc đời. Sự hiện diện của bạn mang đến niềm tin và sức mạnh cho những người yếu đuối, giúp họ tìm thấy ý chí và động lực để tiếp tục chiến đấu. Hãy trân trọng và phát huy sức mạnh kiên cường mà bạn được ban tặng. Đó là một trách nhiệm thiêng liêng, là sứ mệnh cao cả mà bạn cần phải thực hiện. Hãy biến mỗi thử thách thành một chiến thắng, mỗi khó khăn thành một bài học quý giá, và mỗi lần vấp ngã thành một bước tiến vững chắc trên con đường phát triển tâm linh. 4. Sức mạnh ảnh hưởng, lan tỏa ánh sáng thần thánh. Bạn được trao tặng một món quà vô cùng đặc biệt, một khả năng kỳ diệu để tác động và truyền cảm hứng cho những người xung quanh, sức mạnh của sự ảnh hưởng. Đây không chỉ là khả năng thuyết phục hay lôi kéo, mà là một nguồn năng lượng tinh thần thoát ra từ con người bạn, chạm đến trái tim và tâm trí của người khác, dẫn dắt họ đến với ánh sáng và chân lý. Tự như vua Solomon với trí tuệ uyên bác và khả năng lãnh đạo xuất chúng, bạn sở hữu một sức hút mãnh liệt, khiến người khác tin tưởng và ngưỡng mộ. Ảnh hưởng của bạn không đến từ quyền lực hay địa vị, mà đến từ sự chính trực, lòng trắc ẩn và ánh sáng thần thánh tỏa ra từ tâm hồn bạn. Sức mạnh ảnh hưởng này thể hiện trong từng lời nói, từng hành động và cách bạn sống cuộc đời mình. Bạn là tấm gương sáng về sự chân thành, lòng nhân ái và tinh thần công bằng. Mọi người nhìn thấy ở bạn một nguồn cảm hứng, một niềm hy vọng và một động lực để vươn lên, phát huy hết tiềm năng của bản thân. Bạn có khả năng khơi dậy những điều tốt đẹp nhất trong mỗi con người, khuyến khích họ sống một cuộc đời ý nghĩa và cống hiến. Bạn truyền cho họ niềm tin vào bản thân, giúp họ nhận ra giá trị của chính mình và can đảm theo đuổi ước mơ. Hơn thế nữa, sức mạnh ảnh hưởng của bạn còn lan tỏa ra cộng đồng và thế giới. Thông qua những lời nói khôn ngoan, những hành động tử tế và sự lãnh đạo trong những chính nghĩa, bạn góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và tràn đầy tình yêu thương. Ảnh hưởng của bạn tạo ra những thay đổi tích cực lâu dài, để lại một di sản vô giá cho nhân loại. Hãy ý thức về món quà thiêng liêng mà bạn được ban tặng. Hãy sử dụng sức mạnh ảnh hưởng một cách khôn ngoan và trách nhiệm, luôn lấy tình yêu thương và sự thấu hiểu làm kim chỉ nam. Hãy trở thành nguồn sáng dẫn lối,
truyền cảm hứng cho mọi người cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. 5. Khả năng chữa lành, dòng chảy ân điển thần thánh. Trong bạn chảy một dòng năng lượng ấm áp, một món quà thiêng liêng quý giá, khả năng chữa lành. Bạn được trao quyền năng để xoa dịu nỗi đau, khôi phục sức khỏe và mang đến sự bình an cho những người xung quanh, không chỉ về thể chất mà còn chạm đến những vết thương sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Tự như tiên tri Elise, người được Chúa ban cho quyền năng chữa lành bệnh tật và thậm chí làm người chết sống lại, bạn cũng là một kênh dẫn của ân điển thần thánh, mang đến sự chuyển hóa kỳ diệu cho cuộc sống của những người bạn gặp gỡ. Elise đã chữa lành cho vị tướng Syria Naaman bị bệnh phong hủi bằng cách hướng dẫn ông tắm 7 lần dưới sông Giô-đanh. Cũng như vậy, bạn sử dụng những phương tiện đặc biệt mà thần thánh ban tặng, có thể là lời nói ấm áp, cái chạm nhẹ nhàng, lời cầu nguyện chân thành hay hành động yêu thương để truyền tải năng lượng chữa lành đến những người cần đến nó. Bạn có khả năng cảm nhận những nỗi đau ẩn giấu, những vết thương trong tâm hồn mà người khác đang mang vác. Bạn thấu hiểu những khổ đau về tinh thần, những mất mát, những thất vọng và những nỗi sợ hãi đang ngăn cản họ sống một cuộc đời trọn vẹn. Và bằng sự đồng cảm sâu sắc, bạn mang đến cho họ sự an ủi, xoa dịu những nỗi đau và giúp họ tìm lại niềm tin và hy vọng. Khả năng chữa lành của bạn không chỉ dừng lại ở việc chữa lành thể xác hay tâm trí, mà còn mở rộng đến lĩnh vực tâm linh. Bạn giúp con người giải phóng những gánh nặng trong quá khứ, hàn gắn những vết thương tâm linh và tìm thấy sự kết nối sâu sắc hơn với thần thánh. Bạn đồng hành cùng họ trên con đường phát triển tâm linh, giúp họ nhận ra bản chất thực sự của mình và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Hãy luôn ghi nhớ rằng, khả năng chữa lành là một món quà thiêng liêng mà bạn được giao phó. Hãy sử dụng nó với tất cả sự khiêm nhường, lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Mỗi hành động chữa lành của bạn đều là một phép màu, một minh chứng cho tình yêu và sự chăm sóc của thần thánh dành cho nhân loại. 6. Lòng can đảm, khiên thuẫn thần thánh bảo vệ tâm hồn. Trong sâu thẳm tâm hồn bạn, ẩn chứa một sức mạnh phi thường, một món quà thiêng liêng giúp bạn đối mặt với mọi thử thách, lòng can đảm. Đây không chỉ là sự dũng cảm trước nguy hiểm, mà là một quyết tâm bất khuất, một niềm tin vững chắc vào thần thánh, giúp bạn vượt qua mọi nỗi sợ hãi và nghịch cảnh. Bạn được ban tặng lòng can đảm tự như David, chàng một đồng trẻ tuổi đã đối mặt với người khổng lồ Goliath chỉ với một chiếc ná cao su và niềm tin vào Thượng Đế. David đã chiến thắng một kẻ thù hung mạnh và dày dạn kinh nghiệm hơn mình rất nhiều, chứng minh rằng lòng can đảm thực sự đến từ sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của thần thánh. Cũng như David, bạn được gọi để đối mặt với những y gã khổng lồ ở trong cuộc đời mình. Đó có thể là những khó khăn, thử thách hay những cám dỗ đang cản trở bạn trên con đường phát triển tâm linh. Nhưng với lòng can đảm mà Thượng Đế ban tặng, bạn sẽ vững vàng tiến bước, không chùng bước trước bất kỳ trở ngại nào. Lòng can đảm thể hiện qua khả năng đưa ra những quyết định khó khăn, lên tiếng cho công lý và chân lý, dám đấu tranh cho những điều tốt đẹp, ngay cả khi phải đối mặt với sự phản đối hay nguy hiểm. Bạn có sức mạnh để khước từ những cám dỗ, đứng vững trong niềm tin và những nguyên tắc đạo đức mà bạn đã chọn. Hơn thế nữa, lòng can đảm của bạn còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Bạn là hình mẫu lý tưởng cho sự kiên định, trung thành và bất khuất. Sự hiện diện của bạn mang đến cho họ niềm tin và sức mạnh, giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi và thử thách của chính mình. Hãy nhận thức rằng, lòng can đảm không chỉ là món quà dành riêng cho bạn, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng mà bạn cần phải gánh vác. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan và chính trực để lãnh đạo, bảo vệ và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Hãy để lòng can đảm soi sáng con đường bạn đi và dẫn dắt bạn đến với một cuộc sống đầy ý nghĩa và vinh quang. 7. Sức mạnh tình yêu thương, bản giao hưởng thần thánh. Trong hành trình tâm linh của bạn, tình yêu thương chính là món quà tuyệt đỉnh, là bản giao hưởng thần thánh ngân vang trong tâm hồn, là sức mạnh biến đổi có thể chữa lành, kết nối và nâng đỡ tất cả. Nó không đơn thuần là một cảm xúc, mà là bản chất thần thánh tỏa sáng trong từng hành động, từng mối quan hệ của bạn. Bạn được trao tặng sức mạnh tình yêu thương tự như Chúa Giêsu Christ, người mà cuộc đời và lời dạy là biểu hiện hoàn hảo nhất của tình yêu thần thánh. Ngài đã yêu thương vô điều kiện, bao dung với những người bị ruồng bỏ, tha thứ cho những người lầm lỗi và hy sinh bản thân vì nhân loại. Cũng như Ngài, bạn được gọi để yêu thương không giới hạn, nhìn thấy ánh sáng thần thánh trong mỗi con người và mở rộng lòng trắc ẩn đến tất cả. Sức mạnh của tình yêu thương thể hiện qua khả năng tha thứ vô điều kiện,
xây dựng những cầu nối gắn kết con người với nhau, mang ánh sáng xua tan bóng tối của hận thù và chia rẽ. Khi bạn yêu thương bằng cả trái tim, bạn có thể chữa lành những vết thương sâu thẳm nhất, hàn gắn những mối quan hệ tan vỡ và tạo nên một môi trường an yên, hòa hợp, nơi mà mọi người đều cảm thấy được yêu thương và thuộc về. Tình yêu thương của bạn không chỉ thay đổi cuộc sống của chính bạn, mà còn lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến những người xung quanh. Nó khơi dậy trong họ những khát khao về sự tốt đẹp, truyền cảm hứng để họ sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và cống hiến cho cộng đồng. Hơn thế nữa, sức mạnh của tình yêu thương chính là nền tảng vững chắc cho mọi đức tính và quyền năng khác mà bạn sở hữu. Nó dẫn dắt bạn trên con đường phục vụ, thôi thúc bạn lên tiếng cho công lý và chân lý, và soi sáng từng bước chân bạn đi. Nó giúp bạn thực hiện những điều răn vĩ đại nhất, yêu Thượng Đế hết lòng, hết sức, hết mình và yêu người lân cận như chính mình. Hãy trân trọng và nuôi dưỡng món quà tuyệt vời này. Hãy để tình yêu thương trở thành nguồn sức mạnh vô tận, dẫn dắt bạn trên hành trình phát triển tâm linh, giúp bạn tỏa sáng và lan tỏa ánh sáng thần thánh đến mọi nơi bạn đặt chân đến. 8. Trí tuệ, ánh sáng soi đường cho tâm hồn. Trong hành trình khám phá bản thân và thế giới, bạn được ban tặng một món quà vô giá, trí tuệ. Đây không chỉ là sự thông minh hay kiến thức uyên bác, mà là một khả năng thấu hiểu sâu sắc, một sự kết nối với nguồn trí tuệ vô tận của vũ trụ, cho phép bạn nhìn thấy sự thật, sống đúng với những nguyên tắc cao nhất và hành động với sự sáng suốt và lòng trắc ẩn. Bạn được ban tặng trí tuệ tự như vua Solomon, vị vua nổi tiếng với sự thông thái tuyệt vời được Thượng Đế ban tặng. Solomon đã cai trị vương quốc của mình với công lý và sự công bằng, giải quyết các tranh chấp một cách khôn ngoan và dẫn dắt người dân với sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn sâu sắc. Cũng như Solomon, bạn được kêu gọi để sử dụng trí tuệ của mình để phục vụ, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Trí tuệ thể hiện rõ nét trong khả năng nhìn thấu bản chất bên trong sự vật, phân biệt đúng sai và đưa ra những quyết định sáng suốt, công bằng. Bạn sở hữu một cái nhìn tổng thể, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, thấu hiểu mối liên hệ và hệ quả của mỗi hành động. Điều này cho phép bạn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, một người cố vấn đáng tin cậy, giúp đỡ người khác tìm thấy con đường đúng đắn trong cuộc sống. Trí tuệ còn được thể hiện qua lòng biết ơn và sự khiêm nhường. Bạn hiểu rằng trí tuệ thực sự không đến từ kiến thức sách vở hay kinh nghiệm sống, mà là món quà thiêng liêng đến từ Thượng Đế. Bạn luôn khao khát học hỏi, trau dồi bản thân và sử dụng trí tuệ của mình để phục vụ cho những mục đích cao cả. Hãy trân trọng và phát huy món quà trí tuệ mà bạn được ban tặng. Hãy để nó soi sáng con đường bạn đi, giúp bạn đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, sống một cuộc sống ý nghĩa và trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh. 9. Sức mạnh đức tin, nền tảng vững chắc cho hành trình tâm linh. Trong hành trình tâm linh của bạn, đức tin chính là món quà thiêng liêng vô giá, là la bàn dẫn lối, là ngọn hải đăng soi đường, giúp bạn vững vàng vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Đức tin không chỉ là niềm tin đơn thuần, mà là sự phó thác tuyệt đối vào Thượng Đế, tin tưởng vào những lời hứa của Ngài, ngay cả khi đối mặt với những khó khăn, thử thách hay hoàn cảnh bất định. Bạn được ban tặng sức mạnh đức tin tự như Abraham, vị tộc trưởng được mệnh danh là vị cha đẻ của đức tin. Ông đã thể hiện niềm tin không lay chuyển vào Thượng Đế bằng cách rời bỏ quê hương, dấn thân vào một hành trình mà không biết điểm đến, chỉ với lời hứa của Ngài. Abraham còn tin tưởng tuyệt đối rằng Thượng Đế sẽ ban cho ông một người con trai, dù điều đó dường như là bất khả thi theo lẽ thường. Cũng như Abraham, bạn sở hữu một đức tin vững chắc như tảng đá, không gì lay chuyển nổi. Khi những người khác hoài nghi, bạn vẫn kiên định với niềm tin của mình, biết rằng Thượng Đế luôn trung thành với những lời hứa của Ngài. Đức tin cho bạn sức mạnh để đối mặt với bất kỳ thử thách nào, vượt qua mọi khó khăn và nghịch cảnh với lòng can đảm và quyết tâm. Sức mạnh đức tin còn thể hiện qua khả năng truyền cảm hứng và củng cố niềm tin cho những người xung quanh. Bạn là tấm gương sáng về sự tin tưởng và phó thác vào Thượng Đế. Niềm tin bất diệt của bạn truyền cho họ sức mạnh, giúp họ nhìn thấy ánh sáng hy vọng trong bóng tối tuyệt vọng và tin vào những điều kỳ diệu mà Thượng Đế có thể làm cho cuộc đời họ. Hãy luôn ghi nhớ rằng, đức tin chính là nền tảng cho mọi phép màu, là chìa khóa mở ra những cánh cửa cơ hội và là nguồn sức mạnh vô tận giúp bạn vượt qua mọi giới hạn. Mỗi hành động xuất phát từ đức tin đều là một minh chứng cho sự hiện diện của Thượng Đế trong cuộc đời bạn. Hãy sử dụng món quà này với niềm vui và lòng biết ơn để sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, mục đích và phước lành.
lời kết, Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi người chúng ta những món quà thiêng liêng, những quyền năng đặc biệt để sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. Tầm nhìn xuyên thấu, sức mạnh sáng tạo, lòng kiên cường, sức mạnh ảnh hưởng, khả năng chữa lành, lòng can đảm, sức mạnh tình yêu thương, trí tuệ và đức tin, tất cả đều là những biểu hiện của tình yêu và ân điển của Ngài. Hãy nhận ra và trân trọng những món quà này. Hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan và trách nhiệm để phục vụ, chữa lành và truyền cảm hứng cho thế giới. Hãy để ánh sáng thần thánh soi chiếu con đường bạn đi và biến bạn trở thành một công cụ để lan tỏa tình yêu thương và hy vọng đến mọi người. Giờ đây, hãy cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm và những phép màu mà bạn đã chứng kiến trong hành trình tâm linh của mình. Hãy cùng nhau kể những chương mới trong câu chuyện thần thánh về tình yêu, hy vọng và đức tin. Xin chúc cho hành trình của bạn luôn được ban phước và tràn đầy ánh sáng.